Dạ vâng, chào anh, các chị và các bạn. Tiếp tục gặp nhau trong bài học này nữa rồi. Mặt tôi thì đã quá là cũ kỹ rồi, không giới thiệu nữa nha. Ok, ta vào bài học luôn. Bài học này thì tôi sẽ nói một chút về chiến lược bán hàng. Vâng, chiến lược bán hàng. Thế thì một trong những cái giải pháp để bán được nhiều hàng đấy chính là về chiến lược. Thế thì chiến lược ở đây tôi muốn đề cập đến rất nhiều các yếu tố, rất nhiều các vấn đề mà tôi tổng hợp lại. Có những vấn đề tôi đã nói và có những vấn đề tôi chưa nói, phải chưa ạ? Thứ nhất, đấy là chúng ta quan tâm đến các cái chương trình phễu, các cái chương trình khuyến mại. Vâng, thì các cái kỹ thuật khuyến mại thì tôi sẽ trình bày cho các bạn trong một video khác. Các bạn xem tôi cái bài 35 tuyệt chiêu khuyến mại, đây là 10 năm cái quá trình kinh nghiệm đi làm bán lẻ của tôi ấy. Tôi tổng hợp lại thành những cái cách thức, những công cụ như vậy. Và trên thị trường bây giờ nó cũng có những cái phiên bản 50, 70 cái tuyệt chiêu khuyến mại thì ở đâu đó thì cũng có thể người ta cũng viết ra được, hoặc là thực sự là người ta cũng copy và edit của tôi một số. Thì cái bài này tôi viết rất là lâu rồi, thì tôi đã quay thành video 35 tuyệt chiêu khuyến mại, các bạn đọc rất là thích, nghe rất là thích. Đấy là chúng ta phải làm gì ạ? Dùng thử, chúng ta tung ra gói dùng thử, chúng ta đóng gói bao bì hoặc là đóng packing nó nhỏ lại. Ví dụ như là chúng tôi bán một cái khóa học 100 giờ nó to quá, đúng không ạ? Thì chúng tôi chuyển thành 50 giờ, 60 giờ thì nó sẽ bé hơn, giá vẫn thế, đơn giá vẫn thế nhưng mà cái việc dễ mua cho khách hàng hơn rất nhiều, đúng không ạ? Rồi thậm chí là mình phải ra một cái khóa học thử cho người ta. Thì ý tôi muốn nói là cái gói dùng thử là như thế, cái dịch vụ dùng thử, cái sản phẩm dùng thử. Bởi vì sampling ấy là một trong những cái giải pháp bán hàng. Ví dụ như ngành hàng tiêu dùng, dầu gội đầu này, sữa tắm này, cà phê, bánh kẹo này, thì người ta rất hay dùng cái phương pháp sampling. Tức là người ta tặng hàng mẫu, tặng hàng dùng thử, hàng khâu bán ấy, hàng tặng. Hay là trong cái ngành hàng tiêu dùng, vừa rồi lúc nọ tôi đi siêu thị thì họ tặng những cái sản phẩm là những cái hộp sữa chua rất là ngon mới nhập về, và họ ghi rõ là hàng tặng không bán. Hoặc là ví dụ như là mua 5 thì tặng 5, đấy kiểu như thế để người ta tăng cái sự dùng thử lên. Và khi dùng thử người ta thấy ngon rồi, người ta sẽ quay trở lại mua thật. Thì lúc đấy mình chỉ còn giảm giá 5-10% nữa thôi, đúng không ạ? Có gói dùng thử, có giá dùng thử. Đấy, mình có thể làm những cái sản phẩm gọi là sản phẩm đường dẫn. Sản phẩm đường dẫn là sản phẩm như thế nào? Ví dụ như là bạn là một cái công ty về thời trang thì không nhất thiết bạn phải sản xuất ngay lập tức tất cả các mặt hàng đầy đủ, từ tất cho đến quần, đến áo, đến đồ lót, áo lót, đúng không ạ? Rồi thì áo sơ mi, rồi thì các cái thể loại quần áo váy vóc khác. Bởi vì như thế bạn lúc đấy bạn sẽ rất là mạnh, bạn phải rất là tiềm lực về tài chính bạn mới làm được. Thế thì mình có thể bắt đầu với một cái đơn giản như là mình có thể làm với đồ lót trước, ví dụ thế, đúng không ạ? Hay là mình làm với đồ lót trẻ em chẳng hạn, ví dụ như thế, thì rất là tốt thôi. Các bạn hiểu chưa? Mình có thể làm được. Hoặc là mình có thể làm với tất vớ trước, một cái gì đó. Hay là bạn muốn nhảy vào lĩnh vực thời trang thì bạn hãy chọn là ví dụ như là thời trang dành cho người béo, hay còn gọi là người big size đấy, hay là thời trang dành cho bà bầu đấy, nhưng mà hướng tới những cái sản phẩm rất là thời trang chứ không phải là những cái tạp dề mặc cho những bà bụng to đâu, hiểu ý tôi không ạ? Thì đấy là cái tôi muốn nói là gọi là chiến lược sản phẩm đường dẫn, tức là từ cái sản phẩm đấy nó sẽ dẫn sang các sản phẩm khác. Chẳng hạn như vậy, trong cái lĩnh vực bán lẻ của tôi thì chúng tôi sẽ đưa ra một số cái sản phẩm mà chúng tôi chấp nhận là lỗ, hoặc là lợi nhuận rất thấp, hoặc là không có lợi nhuận, thường là lỗ hoặc quà, để dẫn khách hàng đến, người ta dùng thử cái sản phẩm đấy và dùng cái sản phẩm đấy làm sản phẩm đường dẫn. Họ thích, họ thấy rẻ, họ yêu quý thì dần dần họ sẽ trung thành, họ sẽ trung thành. Thì trong cái lĩnh vực bán hàng bây giờ nó khá là cạnh tranh như vậy, đúng không ạ? Các sản phẩm khuyến mại, các sản phẩm cho biếu tặng, các cái món quà chúng ta vẫn thường thấy. Rồi chiến lược về kênh phân phối, đúng không ạ? Kênh online đi vào những kênh như tôi đã nói, kênh offline đi vào những kênh như tôi đã nói. Kênh dài, kênh ngắn, kênh tự triển khai, hay là kênh mình thông qua đối tác, vân vân. Và đặc biệt là mình phải sáng tạo về cách tiếp cận. Các bạn có thể lựa chọn các cái chiến lược thị trường ngách, hoặc là các bạn có thể là sáp nhập với những công ty đối thủ, hoặc là nếu mà bạn mạnh hơn nữa mà bạn thấy khó cạnh tranh với đối thủ thì bạn mua luôn đối thủ. Đấy cũng là cái cách mà để mình giảm bớt cái sự cạnh tranh và mình gia tăng sức mạnh cho chính mình. Thì thường các doanh nghiệp nước ngoài họ hay sử dụng cái phương pháp MA, tức là mua luôn.
Một cái ví dụ như là cái website zappos.com là một cái website bán giày rất nổi tiếng ở trên mạng, chúng ta vẫn cứ biết. Thì Zappos thì chuyên bán giày, Amazon thì bán tất cả mọi thứ, và Amazon thì quá là kinh khủng, một gã khổng lồ trong ngành bán lẻ trực tuyến tại Mỹ, đứng số 1 luôn. Nhưng riêng đối với mảng giày, Amazon không thể nào đấu được với Zappos, bởi vì Zappos là một cái trang mà nó chuyên tập trung vào giày và nó bán rất tốt, chiến lược sản phẩm khuyến mại, dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng của nó cực kỳ tuyệt vời và vượt trội so với mong đợi của khách hàng. Chính vì thế cho nên là Amazon không cạnh tranh nổi, và giải pháp đấy là trả tiền gấp đôi với giá trị hiện tại, mua luôn Zappos, đỡ phải đấu đúng không ạ, mà gia tăng sức mạnh cho chính mình luôn. Thì đấy cũng là một cái cách rất là hay, thì các bạn có thể quan tâm đúng không ạ, nhất là đối với những người mà có cái tầm chiến lược, làm quản lý, làm sếp một chút. Ý tôi muốn nói là không phải là những nhân viên thông thường đấy, thì chúng ta sẽ quan tâm đến điều đó. Thế rồi chúng ta cần phải có những cái chiến lược về dịch vụ khách hàng, bởi vì bán hàng bây giờ nó tất cả các hàng hóa gần như là nó tương đồng như nhau, thế nhưng mà nó khác nhau về dịch vụ. Ví dụ như là vẫn là mua iPhone nhưng mà người ta thích chọn thế giới di động hơn những chỗ khác, ví dụ như vậy, thì đó chính là cái cách mà do dịch vụ, do tần suất, do thời gian, do cách tư vấn, do nhân viên, từ nhân viên gửi xe cho đến nhân viên mở cửa, đến nhân viên tư vấn, đến nhân viên bán hàng, đến nhân viên thanh toán, đến nhân viên kỹ thuật để mà cài đặt cái điện thoại đấy, cũng rất là chuyên nghiệp, cũng rất là niềm nở, đúng không ạ? Nam thanh nữ tú, mọi người đều rất là tỏ ra là hiếu khách. Và đấy chính là cái cơ chế đấy, đấy chính là những cái điều tuyệt vời trong chiến lược bán hàng mà giúp các bạn trở thành king of sale, hoặc là trở thành best seller, hoặc trở thành best sale trong tất cả những lĩnh vực, đúng không ạ? Các bạn cần phải làm gì trong dịch vụ khách hàng? Thứ nhất là phải thiết kế và tạo ra các dịch vụ bán hàng rõ ràng là những dịch vụ gì, đúng không ạ? Trước bán gồm bao nhiêu dịch vụ, trong bán gồm bao nhiêu dịch vụ, sau bán gồm bao nhiêu dịch vụ, quy trình, thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức, phần mềm công cụ rõ ràng. Chúng ta viết ra quy trình như thế, ok. Nếu các bạn cần tôi sẽ nói cho các bạn, được chưa? Quy trình rất là quan trọng. Thứ hai, đào tạo thực hiện đúng đủ, có chất lượng. Đấy. Tất cả các điểm bán là có chất lượng như nhau, duy trì hình ảnh, duy trì thương hiệu, duy trì cái sự chuyên nghiệp. Đấy, ăn mặc đồng phục, tóc tai vân vân, cách thức chào hỏi kiểu như thế. Thế rồi thì chúng ta bắt đầu là sẽ tập huấn kỹ lưỡng cho tất cả các ban bệ, và có cả những cái bộ phận kiểm soát. Và trong ngành bán lẻ, sale mà, thì chúng ta sẽ nói về bán buôn bán lẻ rất nhiều, thì phải kiểm soát nhân sự, kiểm soát quy trình, kiểm soát các điểm bán. Đấy, chúng ta phải thấy là bán lẻ người ta gọi là nghề con mọn là vì thế, đúng không ạ? Và không bao giờ được nói không với khách hàng. Đấy, thì chúng ta luôn luôn phải tìm cách để giải quyết vấn đề của khách hàng, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay là khủng hoảng truyền thông, khủng hoảng thương hiệu, rất dễ xảy ra trong trường hợp mà mình nói không hoặc là mình xử lý không tốt với khách hàng, được không ạ? Quản lý cấp cao hoặc là quản lý cấp trung cũng thường xuyên phải gặp gỡ, trò chuyện điện thoại cho khách hàng, gặp trực tiếp để lắng nghe ý kiến của khách hàng, chứ không phải là chỉ ngồi bàn giấy bù nhìn xem các cái báo cáo. Như thế có thể sẽ dẫn đến việc ra quyết định không chính xác. Phải thường xuyên trò chuyện với khách hàng, thường xuyên trò chuyện với nhân viên bán hàng để lắng nghe những ý kiến của họ, xem họ phản hồi như thế nào để mình điều chỉnh trong cái công việc kinh doanh của chúng ta. Rồi thì chúng ta phải tạo ra những công cụ và cách thức để khách hàng phản hồi thuận tiện nhất cho chính chúng ta. Ví dụ như là họ phản hồi về việc là sản phẩm kém chất lượng, sản phẩm bị lỗi thì chúng ta phải xử lý như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta đền bù thiệt hại ra sao để giữ uy tín và thương hiệu, vân vân. Chúng ta cần phải có quy trình. Tôi vẫn luôn nói về quy trình. Tôi kể với các bạn về một cái ví dụ mà một cái khách hàng của tôi rất lớn, là một chủ một chuỗi rất nhiều các nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội. Xin phép không tiện nêu tên bởi vì nó sẽ nhạy cảm, đúng không ạ? Người ta có thể không thích. Thế thì chị nói với tôi một điều như này: em có biết là trong nhà hàng của chị là có hơn 200 quy trình. Một cái nhà hàng mà có hơn 200 quy trình, các bạn thấy vô cùng sốc, đúng không ạ? Khó tin, đúng không ạ? Vâng. Thế thì tôi kể với các bạn nghe này, chị nói rằng là rửa bát cũng có quy trình, bảo vệ dắt xe cũng có quy trình, lễ tân chào khách cũng có quy trình, bể để bát đĩa bày biện như thế nào cũng có quy trình, đi chợ cũng có quy trình, tất cả mọi thứ quy trình hóa, chuẩn hóa, chụp ảnh hướng dẫn mô tả, đào tạo thành ISO đóng gói. Và đấy là lý do tại sao nhà hàng của chị rất nhiều năm rồi mà vẫn luôn luôn đông khách,
bởi vì quy trình chuẩn đúng, thực hiện nghiêm ngặt, phục vụ dịch vụ khách hàng theo đúng quy trình chuẩn như thế, lần nào đến cũng như lần nào và liên tục tìm cách để nâng cao dịch vụ hơn trong cái bối cảnh ngày nay. Đấy, và chị nói với tôi là gì? Nhờ cái khóa học Facebook Marketing Online của em, chị học mấy trăm nghìn bạc, mà hiện nay 20% doanh số của chị đến từ Facebook và những cái công cụ khác nữa. Đấy, thì cái đấy là cái tôi rất là vui. Tôi vui ở hai điểm. Điểm thứ nhất là tôi học hỏi được từ khách hàng của tôi. Vui thứ hai là những cái tôi chia sẻ là giúp được khách hàng của tôi. Thì đấy là cái mà cái ví dụ của tôi nói là cái dịch vụ khách hàng là một trong những cái chiến lược quan trọng để các bạn cần phải xác định và các bạn cần phải đầu tư nghiêm túc. Và các bạn có thể học hỏi từ chính đối thủ và đối tác của các bạn, đúng không ạ? Học hỏi cái gì, họ có gì mới, mình thấy hay, mình phải học, mình phải cởi mở và mình cải tiến nâng cao. Đấy, thậm chí mình còn phải hỗ trợ cho khách hàng của chính đối thủ, đúng không ạ? Khi khách hàng họ quay lưng với đối thủ của mình thì đây chính là cái cơ hội tuyệt vời, hãy đón họ lại, đúng không ạ? Nhưng theo một cách rất văn minh và lịch sự mà cho phép được, đúng không ạ? Vâng, thí dụ như là người tiêu dùng họ lên một cái, giả sử thôi, một cái sự tẩy chay, một cái sự quay lưng đối với một cái thương hiệu vì lý do này, lý do khác, thì mình có thể tìm cái giải pháp là hãy giúp đỡ người tiêu dùng này bằng cách là mua lại, chi trả lại, giảm giá, vân vân, để cho họ có cơ hội sử dụng các sản phẩm của chúng ta. Đấy là những cái chiến lược rất quan trọng mà các bạn hoàn toàn có thể học hỏi từ chính đối thủ và đối tác của chúng ta để các bạn hoàn thiện các chiến lược bán hàng. Và tôi xin nhắc lại rằng chiến lược bán hàng thì nó có rất nhiều các chiến lược, mỗi người nói điều này điều kia, nhưng mà chung quy lại thì nó vẫn là gì? Đấy là chính sách về giá, chính sách về khuyến mại, chính sách về chiết khấu, chính sách về tiền lương cho nhân viên, thưởng, đúng không ạ? Chính sách về kênh phân phối, dịch vụ khách hàng, và quy trình hóa và tất cả những thứ tôi đã vừa kê ra. Vâng ạ, rất mong là có thể được trao đổi và chia sẻ được nhiều hơn với các bạn trong các cái bài học về chiến lược. Thì tôi thì cũng không dám nhận mình là một chuyên gia về chiến lược, tôi không dám nhận điều đấy. Nhưng tôi có thể dám nhận với các bạn là tôi có rất nhiều kinh nghiệm về đào tạo, tôi có rất nhiều kinh nghiệm về thực tiễn, vì tôi không phải là diễn giả. Tôi rất ghét người ta gọi tôi là diễn giả bởi vì tôi chuyên diễn thật, đúng không ạ? Tôi đi giảng dạy ở trường đại học và tôi đi làm của doanh nghiệp là những khách hàng của tôi, và tôi cũng có doanh nghiệp của riêng tôi. Thì tôi nghĩ là những cái kiến thức cơ bản như thế, cơ bản và mang tính kinh điển. Kinh điển ở đây tức là nó không bao giờ sai, chứ kinh điển của nó không phải là nó rất xuất sắc, đúng không ạ? Cái khái niệm kinh điển nó là thế. Thì tôi nghĩ là rất là cần thiết cho các anh chị. Và một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi bài học này, bài học chiến lược bán hàng. Rất vui, rất mong muốn có thể được trò chuyện nhiều hơn với các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.